Guardiola, VAR thật tàn nhẫn, VN Express thể thao. VAR tàn nhẫn, nhưng công nghệ đã đúng và chúng tôi phải chấp nhận kết quả. Huấn luyện viên Josep Guardiola nói, ở Champions League, sai lầm sẽ phải trả giá. Toàn đội Man City đều hiểu điều đó, và cũng biết ghi bàn khi cần. Chúc mừng chiến thắng của Tottenham, mong họ may mắn ở bán kết. Hai tình huống then chốt được VAR can thiệp ở trận này đều ngoảnh mặt với Man City. Đầu tiên là bàn gỡ 3. 4 của Fernando Lorente cho đội khách Tottenham ở phút 73 trọng tài chính Cune Kaki xem băng chiếu chậm một lúc lâu trước khi công nhận bàn thắng. Bóng được cho là đã sượt khuỷu tay rồi chạm đùi Lorente và bay vào lưới. Nhưng, tác động không rõ ràng và tay Lorente cũng ở vị trí tự nhiên. Bàn thắng giúp tổng tỷ số là 4-4, nhưng Tottenham sẽ đi tiếp bởi luật bàn thắng sân khách. Đến phút bù giờ thứ 3 hiệp 2, Guardiola nhảy múa chia vui sau khi Raheem Sterling đưa bóng vào lưới và bảng điểm chuyển thành 5-3 cho Man City nhưng VAR một lần nữa can thiệp và bắt lỗi việt vị của Sergio Aguero, cầu thủ truyền cho Sterling sút bóng bật ra từ chân Bernardo Silva đến vị trí tiền đạo người Argentina và trọng tài Kaki không cần xem lại băng hình để từ chối bàn thắng của Man City. Dù tiếc nuối, Guardiola vẫn hài lòng với học trò sau trận đấu trên sân Etihad. Tôi rất tự hào, đặc biệt với người hâm mộ. Tôi chưa bao giờ thấy Etihad cuồng nhiệt như trận này. Thật buồn vì kết quả, nhưng họ hiểu chúng tôi đã chơi hết sức. Bóng đá thật khó lường và không may là chúng tôi phải dừng bước tại Champions League, ông nói. Đây là năm thứ ba liên tiếp Guardiola không thể đưa Man City vào bán kết Champions League. Xuân Bình.